từ đây về sau á, đừng có tìm Vân Vi nữa. Con không hề lợi dụng ai hết. Em sẽ là người kế vị cái tập đoàn lớn mạnh này. Em không thể nào để một thằng đào mỏ như nó lợi dụng em được. Từ bây giờ trở đi, cô đừng tìm tôi nữa.